Giám thông nữ miền Tây xin chào tất cả các cô chú, anh chị và các bạn. Hôm nay con đại diện cho mạnh thường quân, đó là chú Du, đến hỗ trợ cho bé Xuân Mai một phần quà. Dạ, mừng con mời tất cả các cô chú, anh chị và các bạn vào trong thăm bé Xuân Mai nha. Dạ, con chào bà, chào chị, chào bé nha. Dạ, mời chị ngồi. Bà ngồi xuống đây bà. Dạ. Dạ, cái này bà khỏe không bà? Bà cũng gắng đi bán cũng à, vậy là cái này dịch bệnh bà cũng còn đi bán hả? Bán. Dạ, không có nghỉ ngày nào hả bà? Không. À, vì thiếu thốn không có đủ thì phải đi bán thôi. Dạ. Rồi, thời gian tụi con qua thì cô khỏe dữ lắm, cô cũng có chút đỉnh dương chút đỉnh rồi, từ hôm đó tới nay cái cũng đã hao hụt rồi. Dạ. Cô phải đi bán. Dạ. Rồi sức khỏe bà vẫn tốt. Tốt nhưng mà 2 giờ yếu thôi. Dạ, 2 giờ yếu. À, chị chừng nào chị sanh? Nội trong tháng này. À, là nội trong tháng này chị sanh. Rồi bé Xuân Mai chừng nào đi học lại con? Gì hả? Rồi cái này ở nhà dịch bệnh rồi có làm gì phụ giúp bà không? Dạ có. À, làm gì? Dạ như sáng cứu mùn tiếp bà nội nha. À, cứu mùn tiếp. Có nấu cơm không nè? À, rồi hôm trước tình hình học tập của con đó, rồi kết quả của con là được loại gì? Dạ là khá. À, khá. Rồi bà hôm ngày bà bán là như một ngày bán là lời bao nhiêu tiền bà? Là cũng ít triệu rồi con, người ta vô nhà chứ không có ngoài đường, rồi chợ vắng nữa, mà dạ. 3 ký đi bán vậy nên tới 11-12 giờ gì vậy. Dạ, là lời là khoảng bao nhiêu tiền một cái 3 ký đó đó? 3 ký là 60.000 mà. Dạ, 60.000. Dạ. Rồi chi tiêu trong gia đình mình đủ không ha bà? À, nhờ gạo dài dài sớm người ta thấy bà, người ta biết bà, cảnh bà, người ta cho gạo. Dạ. Cho 5 ký hay là hoặc 4 ký, 3 ký, rồi xong qua người ta cho được 4 ký. Dạ. Với ấp cho được hôm bữa Covid 19 tới giờ, ấp cho được chục mì, với cho được chục gạo, dạ, ký đường với bịch muối. Dạ. Rồi ba bé có hay thường xuyên về nhà không? Có về đi làm, hồi nãy gặp mấy cô của anh đi đó. À, là anh làm cái gì? Đi làm, ai mướn gì mặn nấy. Nhưng mà bệnh này người ta không mướn rồi. Dạ. Còn bé hổng gài rồi có mua tập vở gì chuẩn bị tu trường chưa con? Dạ, bữa hổm nhà trường có cho con vở, bộ sách con. Dạ. Thôi, dạ, được rồi. Là năm tới con lên lớp mấy? Dạ, lớp 7. Lớp 7 là cho sách rồi. Dạ. Rồi có nghe nói là trường nào đi học lại, thông báo đi học lại không? Tụ trường không? À, hôm nay cô tới là cô đại diện cho Mạnh Thường Quân, đó là chú Du. Dạ, tới hỗ trợ cho bé một phần quà để bé ăn bánh đó bà. Dạ. Dạ, đây là 500.000 của Mạnh Thu Quân, đó là chú Du muốn gửi tặng cho con nha. Con cảm ơn. Con cảm ơn chú Du con. Dạ. Cảm ơn chú Du đã giúp đỡ cho con và ăn bánh. Dạ, bà có cảm ơn không bà? Bà cảm ơn chú Du và mấy cô. Dạ. Đến gia đình giúp đỡ cho bà. Bà mừng dữ lắm. Bà, dạ, cảm ơn nhiều. Dạ. Và bà cũng mong mỏi các con với chú Du giúp đỡ cho bà mười mấy miếng tôn mà lợp nhà được. Dạ. Nhà bà, dạ, dột hết trơn à. Dạ, chị cảm ơn chú Du không chị? Nói gì cũng cảm ơn chú Du đã cho tiền bé Xuân Mai nó ăn sáng đồ. Dạ. Tại đợt dịch này cũng khổ của nhà cháu. Dạ. Dạ rồi, dạ, vậy con xin phép bà con về nha. Dạ. Dạ. Cảm ơn. Chào bà. Dạ. Cảm ơn dữ lắm mấy cô. Dạ, chào bà. Dạ, chào chị. Cảm ơn chú Du, dạ, nhiều lắm.